幸せだもん。ちゅう、可愛くてごめん。生まれてきちゃってごめん。ちゅう、あざとくてごめん。気になっちゃうよね、ごめん。Hello, 亲爱的各位朋友们，我是阿哲来。怎么去拥有一双 KV？Mọi người ơi, mọi người có nhớ mình không? Thật sự là cũng phải là hơn 2 tuần rồi mình mới up lên video lại cho mọi người thì phải. Sau những ngày bận rộn mà mình không thể nào mà edit video được ấy, thì hôm nay mình sẽ làm cái video nói về những việc mà mình đã làm trong 3 tháng từ đầu năm 2024 đến tận bây giờ. Và bây giờ thì mọi người cùng bước vào video cùng xem mình đã làm gì trong 3 tháng vừa qua nhé. Let's go. 오랜만에 만난 우리 지윤이 하이! 진짜 맞고 있는데? 우리 오늘 술 먹어요. 왜냐면? 20살 친구끼리랑 20살! 20살! 21살 맞아. 우리 아직 아니야. 그럼 우리 uống nhiều rượu. Hôm nay là sang năm mới mình sẽ đi uống rượu với các bạn. Hôm nay là hôm đúng ngày 1 tháng 1 năm 2024 và mình đã mở màn đầu năm 2024 bằng cách là đi chơi với các bạn Hàn Quốc của mình. Và đây là khung cảnh homestay vào buổi đêm này mọi người. Hôm đó là hôm giao thừa dương nên là mọi người đến homestay rất là đông luôn ý. Mình vẫn còn nhớ hôm đó homestay đông đến nỗi mà 3 giờ sáng mình bắt taxi để về nhà mà không có taxi đi, và hôm đó thì trời rất là lạnh luôn và mình về mình đã bị Covid mọi người ạ. Vì bọn mình tới khá là sớm, trước 12 giờ nên là bọn mình quyết định là sẽ đi chụp ảnh để lưu giữ lại cái kỷ niệm ngày hôm nay vào đầu năm 2024. Với cả là các bạn của mình năm nay 12.005 ấy, và phải qua 12 giờ thì bọn mình mới đi vào quán rượu được. Mình thì đủ tuổi từ năm ngoái rồi, nhưng các bạn của mình phải đúng qua 12 giờ đêm thì mới được vào ấy. Nên là ngày hôm nay thì nhân dịp năm mới nên là bọn mình quyết định là đi uống rượu với nhau. Sau khi chụp ảnh xong thì mình có đi qua một cái quán gì đấy bán kẹo hồ lô nhưng mà phiên bản quả táo, mọi người, một quả táo to đùng, sau đó sẽ cắt ra ấy. Mình thấy khá là hấp dẫn nên là mình quyết định là sẽ mua để ăn thử. Đẹp phim candy mọi người ơi. Đây sao thùng nhơ vậy nào? Đây sao thùng nhơ vậy? Đây sao thùng nhơ? Ra mà nó trông như này này mọi người. Một cái hộp như thế này thì có giá là 6.000 won, tương đương với tầm khoảng 120.000 tiền Việt Nam mọi người ạ. Để mình ăn thử cho mọi người xem nhé. Mình thấy ăn cái này cũng khá là ngon. Đó thì khá là mọng nước, bên ngoài thì được bọc một lớp đường. Mình thấy ăn khá là hợp, nhưng mà đối với mình thì kẹo hồ lô dâu tây vẫn là ngon nhất nha mọi người. Bây giờ thì bọn mình sẽ vừa ăn và di chuyển tới quán rượu nha mọi người, bởi vì là cũng sắp tới 12 giờ đêm rồi á. Khúc này bọn mình chuẩn bị đếm ngược 12 giờ đêm nè mọi người. Trời, trông mấy em bé của tôi kìa. Nhìn mặt non trẻ mà mấy đứa em của tôi giờ đã tròn 20 tuổi, được uống rượu đó mọi người. Trời ơi trời. Và mình là chị lớn nhất trong đây. Trời ơi trời, mọi người nhìn thấy ai ông chuyên nghiệp chưa. Hôm nay cũng là nhân dịp các em của tôi qua tuổi mới nên là mình sẽ chỉ cho các em ấy một số đường cơ bản để uống rượu. Mặc dù là mình cũng không giỏi uống rượu đâu nhưng mà khá là ham vui ấy. Do là mình học với lứa bạn sinh năm 2005 ấy, nên là cái năm ngoái khi mà mình đủ tuổi ấy, thì mình không đi uống rượu được với ai cả. Nhưng mà năm nay thì các bạn của mình cũng đã đủ tuổi rồi nên là đi nhậu với nhau rất là vui luôn ý. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Yeah.
trời, mọi người nhìn cái mặt bà ấy không kìa, đỏ cỡ này là biết say rồi nha, trời ơi. Hello mọi người, giờ đã là tháng 2 rồi và ngày hôm nay thì mình có lịch hẹn đi chụp một bộ ảnh Tết và một bộ ảnh profile. Đáng lẽ ra cái clip này mình tính up từ lâu rồi, đáng lẽ mình tính up vào đợt Tết cơ, nhưng mà mình thật sự không có thời gian để mà edit mọi người, nên là mình đã quyết định là mình sẽ gộp cái video quay vào cái hôm đó vào cái video này nha mọi người. Hiện tại thì mình đang ngồi make up cho concept chụp ảnh Tết. One hour later. Chai vào đây là kết quả sau 1 tiếng ngồi make up này mọi người. Make up thì nó có hơi đậm một chút, bởi vì là mình chụp ảnh thì mình phải make up đậm ấy, không thì tí lên ảnh là nó sẽ không có thấy make up đâu. Sau khi make up xong bây giờ thì mình sẽ thay đồ để chuẩn bị chụp ảnh nha mọi người. Và bộ đồ ngày hôm nay mình chọn để chụp ảnh Tết đó chính là một bộ áo dài kiểu dạng yếm màu đỏ. Sau khi thay quần áo xong thì bây giờ chị Chan Chan sẽ giúp mình làm tóc để sao cho phù hợp với concept ngày hôm nay và bộ đồ mình đang mặc. A few minutes later. Sao mà đây chính là kết quả làm tóc của mình nè mọi người. Xinh quá mọi người ơi. Xinh quá. Thay quần áo make up xong hết rồi, bây giờ thì chị Chan Chan và cái anh chụp ảnh sẽ set up cái góc chụp, sau đó thì bày biện ra để xíu nữa mình sẽ chụp ảnh ở đây nha mọi người. Cái studio này của hai anh chị thuê thì rất là rộng rãi luôn đó mọi người. Sau khi set up xong xuôi hết rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi vào cái chỗ kia để ngồi chụp ảnh nha mọi người. Trời ơi, mình vẫn còn nhớ là cái đợt này mình quay vào gần Tết mà giờ qua Tết 1 tháng, bây giờ mình mới có thời gian để up lên cho mọi người luôn á. Tự nhiên ngồi edit cái video này mình lại mong đến Tết hay 2025 nghe á. Thôi nói nhiều quá rồi, bây giờ thì mình sẽ tập trung chuyên môn để chụp ảnh nha mọi người. Trời, mình phải công nhận một điều là hai anh chị rất là nhiệt tình và chu đáo luôn đấy. Kiểu mình không biết tạo cái dáng gì là hai anh chị chỉ mình ngay. Với cả là vừa chụp chỉ có 3 người nên khá là chán đấy, nhưng mà hai anh chị vẫn còn thỉnh thoảng nói chuyện trêu đùa với mình ấy, rất là vui luôn nha mọi người. Đi chụp ảnh mà tạo cảm giác rất là thoải mái luôn ý. Và sau khi chụp ảnh concept Tết xong thì mình đã đổi sang layout để chụp ảnh profile mọi người ạ. Cái bộ ảnh profile của mình thì nó sẽ hơi kiểu trong trẻo và cũng nhìn hơi trưởng thành một chút đấy. Nên là chị Chan Chan đã làm cho mình một cái tóc nhìn nó hơi trưởng thành một xíu. Không biết là mọi người có thể thấy không nhở? Xong hết quần áo layout cho bộ ảnh profile này rồi, bây giờ thì mình sẽ chính thức bước vào để chụp ảnh nha mọi người. Mọi người thấy mình ở trong cái layout như thế nào, có hợp không? Đây là lần đầu tiên mà mình dám bỏ tiền ra để chụp một bộ ảnh profile luôn đó mọi người ạ, nên là vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Mình không hiểu sao lúc mà mình chụp cái bộ ảnh profile này thì cái tóc của mình nó không có như theo ý muốn của mình, nên là chị Chan Chan cứ phải tới để chỉnh tóc liên tục cho mình hoài luôn đấy mọi người. Với cả lần đầu tiên mình chụp ảnh profile nên là mình thấy kiểu chụp cái này thì không có cầm cái gì, không có đạo cụ gì trên tay nên là nó khá trống ấy, nên là mình cũng không biết tạo dáng gì cho phù hợp luôn. May là anh thợ chụp ảnh cũng đã chuẩn bị cho mình những cái dáng trước để mình nhìn theo và tạo dáng theo. Mình vẫn còn nhớ cái lúc mà mình chụp ảnh ấy thì anh ấy cứ bảo mình là cứ làm tự nhiên đi để anh bắt chọn khoảnh khắc ấy thì nó sẽ ra ảnh đẹp và tự nhiên ấy, nên là lúc đấy mình cũng nhớ mình tạo những cái dáng gì luôn đó mọi người ạ. Mình cứ tạo dáng theo bản năng và anh chụp ảnh chỉ cho mình thôi. Và đây là chân dung của anh chụp ảnh cho mình nha mọi người, anh Tùng Phạm. Mẹ không nhớ vòng đêm đề Vì ta xin cứ chỉ một thời gian Mà một kỳ vọng trong cơ Đã đứng đi gà Cô khăn đó cả thời gian xong rồi mọi người ơi, đi về thôi. Đi về thôi. Mọi
mọi người, mình vừa mới thức dậy và đánh răng rửa mặt xong. Bây giờ thì mình sẽ thay đồ để đi làm nha mọi người. Đây là cái áo mà mình sẽ mặc để đi làm mọi người ạ, một chiếc áo màu hồng. Đây là outfit ngày nay mình sẽ mặc đi làm. Thì tức là mà công ty mình cũng thay đồng phục thôi nên là mình sẽ mặc khá đơn giản đâu mọi người ạ. Sau thì mình sẽ chuẩn bị và đi make up nha. Vừa sáng sớm ngủ dậy nên mặt mình nó kiểu hơi sưng ấy, nên nhìn nó ấy mọi người thông cảm nhé. Với cả giờ mình đã uống ấy, người nào thì mặt nó hơi không có sức sống với kiểu mình làm mệt nên là quần thâm nó hơi đậm một xíu, thì mọi người thông cảm cho mình nha. Và thì mình sẽ skin care chuẩn bị make up, sau đó thì mình sẽ đi làm. Bây giờ đang là tháng 3 rồi, quá là mệt mọi người. Công nhận một điều là sau khi mình tốt nghiệp, cuộc sống người lớn nó khó hơn mình tưởng. Hay thôi mình ở nhà, hay thôi mình nghỉ việc xong mình ở nhà YouTube nhỉ. Mình mới đổi công ty nên là công ty hiện tại của mình làm nên khá là thoải mái. Công ty hiện tại mình làm ấy thì mình làm từ 8 rưỡi đến 4 giờ mọi người ạ. Công việc thì cũng khá là nhà, cũng không gọi là quá nặng đâu. So với công ty cũ thì công ty này cái công việc của nó nhẹ nhàng hơn. Ok, nói nhiều quá rồi, bây giờ thì mình sẽ tập trung make up và chuẩn bị đi làm nha mọi người. Sau khi make up sương sương xong, bây giờ thì mình sẽ buộc tóc lên nha mọi người. Bởi vì là công ty hiện tại mình đang làm ấy thì có quy định là phải buộc tóc lên cho gọn gàng. Sau khi buộc tóc xong thì mình sẽ đánh thêm miếng son để nhìn cho gương mặt của mình được tươi tắn hơn một chút. Mình đã make up chuẩn bị xong hết rồi mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng nha. Đây là bữa sáng hôm nay của mình, có cơm rang và trứng. Mọi người thấy không? Rồi thấy lại mặt mình béo luôn, tròn xoe luôn. Dạo này mình lại tăng cân, mọi người nhìn mặt rất là tròn. Đừng có chín xù. Sẽ cho vào trong đây ăn, chín nhạt lắm. Cái này trứng luộc nè. Ngày sáng mẹ mình nhớ ăn cơm với luộc trứng cho mình á. Ăn rất đi làm. Few moments later. Ok mọi người, mình đi ăn sáng các kiểu xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ mặc quần áo để đi làm nha. Sau khi mặc quần áo xong, bây giờ thì mình sẽ gấp chăn gọn gàng, sau đó thì mới đi làm nha mọi người. Ok, giờ thì đi làm thế nào? Let's go. Mọi người, giờ mình đã đi ra ngoài rồi, làm thế nào? Xe thử mọi người ơi, trời ơi. Mọi người đã đi xe buýt rồi, bây giờ thì mình sẽ đi xe buýt để tới công ty. Thì nhà mình dân công ty thì cũng khá là gần thôi, là tầm khoảng 20 phút đi xe buýt. Chúc mọi người tôi chân mình tới công ty nhá. Hello mọi người, mình đã tới công ty rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lên tầng 5 văn phòng của mình nha. Tới công ty rồi, giờ đi chấm công thôi nào. Hello. Giờ mình sẽ thay đồ đi làm. Vì công ty của mình có đồng phục riêng nên là khi tới công ty là mình sẽ phải thay đồng phục ra rồi mới được vào làm.
Ok, tới giờ làm việc rồi, giờ thì mình sẽ tập trung làm việc nha mọi người. Mọi người nhìn thấy mình mặc đồng phục vào như thế này có giống nhân viên văn phòng chưa ạ? Nhìn người lớn hơn chưa mọi người? Mình chắc chắn là khi mình up cái video này lên thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn hỏi mình là đang làm công việc gì ở công ty hiện tại. Ở công ty hiện tại thì mình đang làm trong bộ phận nhân sự, trong tiếng Hàn gọi là Insight Team. Cụ thể là mình sẽ quản lý này, làm về hành chính, quản lý giấy tờ và doanh thu của công ty, vân vân. Hiện tại thì mình mới vào công ty được 1 tháng thôi nên là việc cũng chưa có nhiều, và so với công ty cũ ấy thì công việc hiện tại của mình nó có nhẹ nhàng và nhàn hơn công ty cũ rất là nhiều. Để mà chia sẻ thì cái hồi mà mình làm ở công ty cũ ấy, có một tiền bối luôn luôn và chỉ luôn giao việc cho mình thôi, nên là đợt đấy công việc của mình rất là nhiều và mình thật sự rất là stress luôn ấy. Cái thời gian đấy mình còn không có thời gian để làm YouTube chỉnh video cho mọi người luôn, nên là cái thời gian đấy mình thật sự rất là áp lực và có những cái lúc mà mình kiểu bị mệt mỏi quá ấy, đến mức mà mình phải xin nghỉ việc các mọi người. Công ty hiện tại của mình thì giờ vào làm là lúc 8:30 và được tan làm lúc 4 giờ mọi người ạ. So với các công ty khác ấy, thì công ty của mình được tan làm khá là sớm. Ngồi làm cả buổi thì bây giờ cũng đã là 4 giờ rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt máy tính và chuẩn bị đi về nhé mọi người. Rồi đi thay đồ và đi về nhà tiên thì mình sẽ phải công đi về trước đã mọi người ạ. Được tan làm mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi vào phòng để thay đồ nha. Thay đồ và đi về nhà tiên mình không? Để về nhà thì mình sẽ đi xe buýt số 7017 để về nhà nha mọi người. Xe tới rồi, bây giờ thì mình sẽ đi lên xe và check thẻ. Mình đã về tới nhà rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ thay quần áo nha. Hello mọi người, mình đã thay quần áo xong rồi đây mọi người. Bây giờ thì mình sẽ unboxing quà của người yêu mình mọi người ạ. Ta da. Và đây là cái túi quà của người yêu mình tặng. Túi quà này là người yêu mình đã tặng mình lúc Valentine trắng là ngày 14 tháng 3. Nhưng mà bây giờ mình có thời gian để mở mọi người ạ. Tại vì là mình đi làm ấy. Thế cả là không có thời gian để mở, với lại mình không muốn quay video lại cho mọi người nên là giờ mình mới có thời gian để mở cho mọi người xem. Mọi người biết trong đây có gì không? Chà-chan! Mọi người biết là cái gì không? Hoa biết. Trời ơi xinh. Cái này là người yêu mình mua bất ngờ tặng cho mình. Trước giờ thì mình cũng biết Hoa biết là cái gì đâu, nhưng mà anh yêu mua tặng cho mình là mình rất là thích luôn. Giờ mình sẽ mở cho mọi người xem nhé. Xinh, trời ơi. Như này, ui. Xinh quá trời luôn. Nè. Bé ơi, nhìn này. Vãi chuộng luôn. Cái này là người yêu mình bộ mình là kiểu cái hoa này là anh ấy mua về không trang trí á, nhìn xinh lắm luôn á. Mình quay cận cho mọi người coi nhé. Đây bên trong là hoa biết người yêu mình mua. Ở đây có mấy cái đồ như thế này thì mình cũng không biết là cái gì, là mình phải mở ra mình mới biết được ấy. Giờ thì mình sẽ cho mọi người coi nha. Cái này thì là hai cái son mua người yêu mình mua riêng lẻ cho mình của nhà Beribera. À đó, 4 cây lận mọi người ạ. Toàn là 4 cây lận. Ok, rồi thì mình sẽ mở cái hộp vào cho mọi người coi nha. Tiên thì mình có cái này như là bộ thiên nga ấy mọi người. Tiên thì mình có cái này. Xinh chưa? Trời ơi. Đây là cái gì ta? Đây là son nha mọi người. Trời ơi, cái design nó màu hồng bao ơi. Ui, mùi thơm, mùi cỡ dâu tây ấy. Tiếp theo là cái này. Cái này thì mình cũng không biết luôn, tại vì toàn tiếng Trung Quốc ấy. Vì đây toàn tiếng Trung thôi nên là mình không còn có biết. Má ơi. Trời ơi, xinh điên. Ui, thiên nga xinh. Ui. Cái đóng ngó của nó cực đậm. Xuất sắc. Xinh quá trời luôn. Ui, đẹp lắm luôn á. Tại sao lỡ dùng? Đúng là cảm giác là cương chiều nó thích thật đó mọi người ạ. Đây thì mình có một cái kẹp tóc. Theo là 4 cây son của nhà Beribera. Nó không cùng trong đây nhưng mà kiểu anh yêu mình mua riêng ấy, sau đó nhét cho vào đây ấy. 2 cây màu 07 và 2 cây màu 05. Đây, trông nó như này này, cây son trông như này lắm. Trước là thật sự là mình có thấy cây son này trên TikTok, thế là mình đăng lại, là người yêu mình mua tặng cho mình luôn mọi người ạ. Ok, thì mình sẽ unbox tiếp tới mấy cái trong đây nha.
ở đây là có cái gì đấy thì mình cũng không biết luôn. Trời ơi, nhìn này mọi người, đỉnh cực, đỉnh thật sự đó. Wow, trời ơi, bên trong này kiểu cái chi tiết nó cực kỳ chi tiết luôn đấy. Cái này ai dạo xong lỡ dùng xinh cực luôn, trời ơi mê xinh. Cây tiếp theo sẽ đến cái con thiên nga màu xanh này nha. Chắc đây sẽ là một cây son đó mọi người, mình nghĩ thế tại vì không, cái này là nhũ mọi người ơi, nhũ ông ánh. Trời ơi xinh mọi người ơi. Theo ở đây mình có một cái này, cái hộp này là một cái hộp gì đấy mình cũng không biết luôn. Tự nhiên đi làm về mệt cái xong ngồi bóc quà người yêu tặng, cái cảm giác tiến nó khỏe ngang đó mọi người. Ui xinh ơi, đây là một phấn phủ thì phải ấy. Trời ơi, cái bông nó cũng xinh nữa này. Chết rồi, mình mê quá à. Chết rồi, mình sẽ mở tiếp đến cái này nhá. Anh ấy mua cho mình một set nhiều dã man ấy. Đây là một cái lược mọi người. Cute ấy. Đây là một cái lược nha. Xinh mãi. Theo ở đây là một cái cọ mọi người ạ. Cái cọ nó cũng xinh, nó cute mini quá. Cái này mình sẽ dùng để đánh phần má hồng. Cute sống 20 năm cuộc đời rồi, biết không biết là cái gì nữa mọi người. Và một cuối cùng, ở đây mình chắc mình biết là cái gì luôn, đây là cái gương mọi người ạ. Trời ơi, cái gương này xinh điên. Màu xanh. Ui, nào mình sẽ chụp một bộ ảnh cái gương này được. Xinh lắm luôn đó mọi người ạ. 13 món người yêu mình mua cho, tính cả tổng cả son mua bên ngoài nữa. Tiếp theo đây thì còn mọi người biết đây là cái gì không? Cái này hôm bữa mình có đăng ở trên cái ghi chú trên Facebook ấy, là mình thích cái cặp này và người yêu mình cũng đã mua cho mình luôn mọi người ạ. Cái cặp hoa sứ rất là nổi dạo gần đây ở trên TikTok ấy. Thôi, rất là cảm ơn anh yêu của mình rất là nhiều luôn á. Mình thì cái hôm 14 tháng 3 đấy, hôm Valentine cháu ấy, thì mình cũng có lên trường người yêu mình và có cầm đồ, mình cũng có tặng quà cho người yêu mình ấy. Nhưng mà quà là gì thì mình sẽ không nói cho mọi người biết đâu. Nói chung là cảm ơn anh bạn người yêu của mình rất là nhiều nha. Bây giờ thì mình sẽ đi dọn lúc này và chuẩn bị ăn cơm nha mọi người ạ. Sau khi ăn cơm và tắm rửa sạch sẽ xong, bây giờ thì mình sẽ đi học nha mọi người. Hiện tại thì mình đang trong giai đoạn học, vì mình có lợi thế là mình biết hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Hàn ấy, nên là mình nghĩ là cái bằng này sẽ giúp ích cho mình về sau, nên là mình đã ôn cái bằng này tầm khoảng hơn một tháng nay rồi mọi người ạ. Và trộm vía là hôm bữa mình cũng có đi thi cái bằng này và mình đã đỗ mọi người ạ, thật sự rất là vui luôn ấy. Bao nhiêu cố gắng công sức mình bỏ ra để mình học thì cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái bằng và mình đã đỗ bằng rồi mọi người ơi. Chào mọi người, theo như thường lệ vào mỗi buổi tối thì bây giờ mình sẽ đánh răng trước khi đi ngủ nha. Sau khi đánh răng vào buổi tối xong, bây giờ thì mình sẽ đi skincare trước khi đi ngủ nha mọi người. Đây là một trong số những thói quen hàng ngày mà mình không thể nào bỏ qua được. Đầu tiên thì mình sẽ prep to the pack. Trong số những cái bước mà mình không thể thiếu trước khi đi ngủ nữa mọi người. Bởi vì là từ cái ngày mà mình biết đến cái toner pad ấy thì hầu như ngày nào mình cũng phải đắp. Tại vì là cái này thì làm cho da của mình sạch hơn và làm giảm bớt sẹo bã nhờn nữa mọi người. Và cảm thấy da mình nó sạch và mịn hơn trước rất là nhiều luôn. Cái này là một trong số những bí kíp mà mình học được của những người bạn hàng, người hàng của mình á. Ok, tiếp theo thì mình sẽ dưỡng da với serum. Cái serum mình đã dùng là serum collagen nha. Tiếp theo là serum dưỡng trắng. Cuối cùng là mình sẽ dưỡng ẩm. Cuối cùng thì mình sẽ dưỡng môi nha mọi người. Ok, và mình đã hoàn thành xong tất cả các bước rồi mọi người ơi. Và cái video này mình cũng khá là dài rồi và mình nghĩ là
mình sẽ kết thúc video lần này ở đây với tháng 3. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý và chờ đợi Aeon nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình, và nếu như bạn nào thích video này của mình thì nhớ cho mình một like, share, subscribe kênh của mình nha. Cô Túc chúc mọi người một ngày tạm biệt mọi người, và hẹn gặp mọi người những video sau nhé. Bye bye em nhung. Giờ thì mình phải đi ngủ để chuẩn bị mai đi làm nữa đây. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon nha. Stay forever.